trẻ bây giờ á, kiểu như là thấy những cái sản phẩm Việt Nam như vậy, cái sang các bạn sẽ nói là ừ, cái này là hàng trộn, nhưng sẽ nói mà thì Sang có thành lập hội chia sẻ các kinh nghiệm về da, thì bạn nào thích thì các bạn click vào cái phần mô tả sẽ có đường link group ha. Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại video của Sang. Cái vấn đề thì hôm nay nếu mọi người nghe âm thanh khác thì các bạn cũng đã biết rồi, hôm nay Sang đã đầu tư cho mình một chiếc mic để mình nói chuyện nghe có thể rõ hơn rất là nhiều. Thì nếu như bạn nào mà cảm thấy thích cái âm thanh ngày hôm nay ấy, thì các bạn có thể để dưới phần bình luận cho Sang cùng biết với nha. Nếu như các bạn đã xem video đừng trước, các bạn mà thấy âm thanh nó tốt hơn thì các bạn nhớ để phần bình luận để Sang cùng biết luôn, để Sang không có sự trải nghiệm tốt nhất. Mà chị mụn á, Sang thấy nó đã khó rồi mà cái vấn đề điều trị thâm nó càng lại khó hơn rất là nhiều. Nay Sang muốn chia sẻ tới mọi người một tiếp trị thâm của Sang, và nó là một cái sản phẩm trị thâm của Sang từ khoảng 7 năm về đây. Thì nói về sản phẩm này thì Sang không nhận quảng cáo cũng không nhận PR từ cái sản phẩm này nha. Thì theo như Sang nhận thấy, cái trị thâm á, thường thì nó sẽ nằm trong vòng chu trình là từ 1 tới 3 tháng. Thì nếu nhanh thì các bạn chăm sóc kỹ thì nó sẽ nhanh hơn, còn nếu như bạn nào không biết cách chăm sóc á, thì nó sẽ lâu hơn rất là nhiều. Về cái sản phẩm ngày hôm nay của Sang, nó là một sản phẩm hàng Việt Nam nhưng mà chất lượng của nó là chất lượng cao chứ không phải là chất lượng thường. Thì hầu như Sang thấy là các sản phẩm mà du ngoại nhập về Việt Nam nó rất là nhiều, hiện nay cực kỳ nhiều luôn. Nên dần dần các sản phẩm Việt Nam của mình nó đang bị quên đi mọi người. Và Sang muốn kể với mọi người một câu chuyện là có thể cái sản phẩm này, thì cái sản phẩm này thời mà 5-7 năm về trước á, thời mà mình còn chưa biết skincare là gì đâu mọi người, mình kiểu như là mình không có quá nhiều chăm sóc da. Cái thời đó Sang chỉ có sử dụng toner với lại sữa rửa mặt cộng với lại tẩy trang cộng với lại cái sản phẩm cuối cùng trên tay Sang, đó chính là sản phẩm kem nghệ Thoracao này. Thì cái sản phẩm này là được cô Sang cho vào cái khoảng mà đó là Sang bị thâm mụn. Thì Sang qua nhà cô Sang chơi á, thì Sang lấy không? Thì cô Sang thấy Sang bị thâm và kiểu như cô còn xài dư á, cái cô xài xong rồi thì cô cho Sang. Thì Sang cảm thấy là sau khi mình sử dụng xong mình thấy rất là hiệu quả, và Sang đã quyết định sử dụng cái sản phẩm này từ đó tới bây giờ. Bởi vì cái mức giá nó cực kỳ rẻ luôn mọi người. Thì cái mức giá của sản phẩm này nó chỉ có 17.000 cho tới 25.000 tùy vào cửa hàng bán cho 7g. Thì 7g này thì các bạn nghe rất là ít đúng không, nhưng mà các bạn sẽ sử dụng rất là lâu, tại vì cái hũ này Sang sử dụng gần cả năm trời rồi đó mọi người. Đây, sử dụng cái sản phẩm này cả năm rồi, hơi đi một phần nào thôi. Giờ á, kiểu như là thấy những cái sản phẩm Việt Nam như vậy, cái Sang các bạn sẽ nói là ừ, cái này là hàng trộn, nói mọi người luôn khẳng định đây là cái sản phẩm mà thương hiệu Việt Nam và nổi tiếng lâu đời luôn á mọi người. Và cái chất lượng của nó là Sang đảm bảo và Sang cam kết với mọi người, đây là một cái sản phẩm mà nó cực kỳ là hiệu quả và xịn đúng nghĩa từ xịn luôn á. Chất kem cực kỳ là cô đặc luôn, đây cho mọi người xem. Đây, mọi người thấy không? Cái chất kem nó cực kỳ là cô đặc. Cái sản phẩm này theo như Sang nhận thấy thì nó có hai công dụng chính, đó chính là công dụng trị mụn và thứ hai là công dụng trị thâm. Thì hầu như Sang thấy cái sản phẩm này nếu như các bạn nào sử dụng sai thì cái vấn đề mà mụn nó sẽ lên lại là chuyện bình thường. Và Sang cảm thấy cái sản phẩm này không có vấn đề trị mụn luôn mọi người. Thì nếu như bạn nào sử dụng mà có cái cảm giác mà các bạn trị hết mụn á, và trị mụn bằng cái sản phẩm này được á, thì các bạn để dưới phần bình luận cho Sang cùng biết với nha. Còn về vấn đề điều trị thâm của sản phẩm này thì cực kỳ là hiệu quả luôn. Sang cảm thấy nó rất là hiệu quả luôn. Nó vượt qua cái giá tiền của nó mà cái hiệu quả nó mang lại cho Sang cực kỳ lớn. Thì về cách sử dụng của sản phẩm này cực kỳ là đơn giản, nhưng mà nếu như bạn nào không biết cách sử dụng thì các bạn cũng kiểu tham lam thì các bạn sẽ rất là dễ bị lên mụn. Bởi vì chất kem của nó cực kỳ đặc. Cái sản phẩm này thường thì Sang sẽ sử dụng nó ở bước cuối cùng của chu trình skincare, đại loại như là sau khi mà Sang sử dụng toner toner serum xong mà tới dưỡng ẩm thì Sang sử dụng cái sản phẩm này là bước cuối cùng. Thì Sang có sử dụng thêm retinol nữa. Thì những ngày mà Sang sử dụng retinol thì Sang sẽ không sử dụng cái sản phẩm này, tại vì khi mà Sang thoa thời retinol thì Sang chỉ muốn là retinol hoạt động trên da chỉ có một mình độc lập duy nhất nó hoạt động, và Sang không muốn một cái sản phẩm nào độc lập trên da hoạt động trên da của Sang. Thì cách sử dụng sản phẩm này cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần dùng cái tăm bông của mình á, các bạn khuếch nhẹ và các bạn chấm lên những cái vùng mà mình bị thâm. Thường thì cái sản phẩm này người ta hay khuyên rằng là sử dụng ở vết thương hở sau khi nặng mụn. Thì theo như Sang nhận thấy nha, mỗi lần mà Sang sử dụng cái sản phẩm này mà sau khi nặng mụn xong mà cái vết thương còn hở á, thì y như rằng khoảng 2-3 ngày sau là cái cục mụn nó sẽ lại có, nó lại phát ra, nó lại ra cái nhân mới. Thì theo như Sang nhận thấy thì cái sản phẩm này thường là những vết thương nào khép lại rồi khoảng từ 2-3 ngày sau khi vết thương khép lại á, và cái lúc đó thẹo của mình còn là thẹo hồng hồng á, thì các bạn có thể sử dụng lên.
Nhưng bạn tham lam sử dụng cái sản phẩm này mà mình kiểu như là mình thoa quên toàn mặt đó, tại vì nó kiểu như nó hiệu quả đó. Các bạn dùng nó đắp mặt thì Sang có bọn bạn xem vài cái video trên mạng thì Sang thấy các bạn sử dụng cái sản phẩm này trong vòng 2 tiếng kiểu như đắp mặt đó, thì Sang thấy các chất kem này cực kỳ là đặc luôn á. Nếu như bạn nào mà kiểu như da mà hơi bí một xíu á, sử dụng cái sản phẩm này da mà hơi bí như Sang, mà Sang thấy là da Sang là không có ít bí á, mà Sang sử dụng cái sản phẩm này lên á mà nó còn bị lên mụn á, thì các bạn cũng biết rồi đó. Thì theo như Sang nhận thấy thì các bạn chỉ nên chấm thôi và những cái cục thâm nó bay cực kỳ nhanh luôn. Về ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm này, theo như Sang nhận thấy ưu điểm của nó là về giá đi, giá nó cực kỳ rẻ, chỉ có 17.000 đồng cho 7 gram mà sử dụng trong vòng 1 năm trời thì nó rất là rẻ luôn. Nó rất là phù hợp với các bạn học sinh và sinh viên hiện nay luôn á. Và cái nữa là thành phần chính của nó là nghệ nên nó rất là lành tính và nó khó mà kiểu như là nó rất là lành tính và hầu như ai cũng có thể sử dụng được nó nếu mà sử dụng theo cách của Sang á. Của sản phẩm này theo như Sang thấy là nhược điểm của nó là cái màu của nó, cái màu nghệ của nó da bám cực kỳ dai, mỗi lần mà Sang sử dụng tới sáng xong là cái y như rằng là bây giờ cái mặt Sang vẫn còn dính cái nếp vàng vàng của nó luôn á. Cái vết vàng này rất là khó rửa ra, kể cả Sang sử dụng sữa rửa mặt rồi, Sang sử dụng mà ngủ á thì nó rất là dễ chay lên quần áo và gối, nó khiến cho vàng gối vàng da, kiểu như vàng gối vàng quần áo rất là khó giặt. Và cái nữa là cái chất kem của nó cực kỳ đậm đặc nên là rất là dễ bị gây bí thắt da, khiến cho mình lên mụn, nên các bạn lưu ý với Sang là các bạn không sử dụng nó ở những cái vùng da khác và cái vùng da thâm nha. Thì đây là video về chia sẻ về cái kem nghệ Thoracao này của Sang và một cái tip mà điều trị thâm của Sang hiện giờ. Sang cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay, và nếu như bạn nào cảm thấy cái video này hữu ích thì các bạn hãy ấn nút like cũng như là subscribe kênh của Sang nha. Bạn nào mà thắc mắc về những sản phẩm nào hoặc là các bạn muốn Sang bình luận về cái sản phẩm nào thì các bạn hãy để dưới phần mô tả để Sang mua cái sản phẩm đó về để Sang có hết video ngày hôm nay. Và hẹn mọi người ở video lần sau. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại, và mọi người đừng có quên là like và nhớ đăng ký kênh cho Sang nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.